Nhưng mà lít đồ cắt kiểu này mới đẹp này. Đẹp, đẹp. Nhưng mà sau này cắt lại trắng đi thôi. Dạ, kiểu cái tóc là đây thôi. Tha, cái này phải để đi tóc đây thôi. Đúng rồi. Nhìn như ông già. Ông già này còn... cứ cái gầy gòi ra thì cứ sừng làm mẹ à. Học sinh 13 tuổi rưỡi. Đây đây. Đẹp rồi đấy. Việt Nam chỉ có thế thôi. Ok. Không phải do tóc mi xoăn quá. Khi mà đưa tóc lên thế này là nó không kiểu không hết đấy. Bài lên Linh đồ tắt. Bài lên Linh đồ tắt. Không anh. Này mang áo qua cổ ấy. Anh đâm cho Linh đồ cầm thế. À. Thôi tắt để đây. Tắt à. Cái cổ này được thôi. Nhiều thế, để nó có cổ. Rồi. Khai giảng ấy. Vào khai giảng. Linh đồ trắng luôn. Đúng rồi, sao lại trắng như này nhỉ? Đẹp mà. Đâu, áo trắng hê. À, áo trắng hê. Chứ không phải... Áo trắng. Ở sau màu trắng nào? Hả? Màu trắng. Ờ, đi khai giảng rồi, mang áo trắng chứ. Áo trắng, quần xanh chứ. Thế như gói quần xanh đúng không? Đã gói quần xanh và quần ấy đấy. Anh Tiến thì cứ ăn giảng. À, để đi lấy quần xanh. Thì anh. Anh Tiến cai xin khai giảng xanh con này. Cái đồ rút ra xem rút được không? Không. Cái ông này lúc nào like này cũng có tiểu phẩm. Toàn rồi. Ra ngoài đi rồi. Toàn có rút được đâu. Thật sai rồi. Hả? Nên đồ thật sai rồi. Thật sai rồi. Đâu? Áo trắng đâu? Hả? Ở thử đi áo cho anh. Đâu? Ở đây, đây kia. Áo trắng có cổ mà. Hả? Đây đây. Đấy cái áo... cái này này. Đây, áo tim đô này. Ok. Thế rồi sao lại 4x4 như này? Lúc trước mà cái này xé thôi. Không à, có được nữa. Có miếu rồi đúng không? Cắt chứ. Ôi. Anh Tiến nó rút ra. Đó là, như này đúng không? Đây. Đúng rồi. Cái sợi ở trên. Quên, đúng rồi. Đúng rồi như thế đúng rồi, đúng rồi. Rút được ra cơ. Đây. Đây. Thấy chưa? Đấy. Ôi. Lai lại chứ. Không phải là mặc áo có cổ ấy chứ. Nó lại 4x1 như này, càng xuống như này. Là bị bóp vào lai lại đi. Thôi để mình lai lại nha mày ơi. Lúc nãy... lai lại chứ. Được, những cái bài kiểu là của trẻ em ấy. Đúng rồi. Sao lại nhớ được nhỉ? Giỏi nhỉ? Phải đến... hơn 35, 35, 35 năm nay là không đeo khăn đỏ, khoảng đỏ rồi. Giỏi nhở. Giờ đeo phát được luôn. Đấy. Đấy, Linh đồ có biết cái gì đâu. Linh đồ có phát được rồi. Không biết rồi, nhưng mà sao lại đeo cái này làm gì? À, không biết. Thì... cái gì đấy nữa? Đây cờ mà hoa phải cây giả. Chị nói là không bị đeo cho đâu. Tạm biệt hả? Tạm biệt gấu mi xa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai Linh vào lớp 1 rồi, nhớ lắm, quên sao được, trường mầm non thân yêu. Lời bài hát thì vẫn thuộc, sau 35 năm thì vẫn thuộc. Ừ dạ. Ừ đúng rồi. Lăng, ba hai là tôi. À bây giờ là ngày hôm nay là hát những cái bài về học sinh, đấy, hát bài về học sinh thôi. Một tiệu trường. Ừ, học sinh thôi. Một bật rơi rồi. Chống trường. Vẫn đang ở Việt Nam, vẫn đang ở Việt Nam các bạn ơi. Bạn đi đâu? Có mẹ đây, cầm đây. Chết mẹ là đéo rút được à? Đâu? Cột thì... một thắt nút mà. Nhưng mà nếu như là đoàn viên thì sẽ có là mũ áo ấy. Ôi giời, nay sale rẻ thế. Đội viên. Ôi giời, trời này áo hôm nay rẻ cực kỳ luôn đấy. Thôi bán luôn nhở. Thường là sẽ có mũ calo nhưng hôm nay bọn em không chuẩn bị được. Hôm nay là content hơi chậm rồi. Đội ca, hôm nay hát bài đội ca, đoàn ca. Đấy. Đức Anh hơi xét của hôm nay bận đầu đi học đúng rồi, quên mất nhở. Không ngày mang quần Âu và áo trắng Sơ Vin các kiểu rồi.
nha. Đi vào mặc thêm quần áo đi. Ôi giời, nay chương trình sale với là voucher rẻ lắm cả nhà. Như áo polo mà Team Châu Phi mà như mình với Tiến đang mang đây này, một đen một trắng này, ghim luôn cho các bạn này. Áo giá niêm yết của nó là 450k, nay sale cho mọi người 20% là còn 399k, và mọi người áp cho mình một cái mã voucher. Cái này áp mã voucher 30k sao để còn 288 nhỉ? Chưa biết nhầm giá không? Hôm nay 450 còn giá còn 319 và một voucher 30.000. Đây là còn 288. Đấy. Học toán ở đâu đấy? Mua này là mũ của đội này. Đấy, sai còn 288 lại viết lại đi. Mucano à? Mucano. Đúng, Mucano lên. Đúng rồi. Phải đúng như rồi. Này chứ. Như này chứ gì đó. Không, làm gì phải như này. Đấy không gì đó. Nhọn nhọn tí nữa. Nhọn nhọn. Đây. Cô em phải cấp 2 là xong tay đi. Đây đây. Đấy, tôi dùng luôn này. được nhờ. Chào con, chào quốc ạ. Toàn quân Việt Nam đi. Hoa được. Không, lấy cái một đẳng ấy này. Lấy một đẳng ấy. Lấy một đẳng ra. Lấy một đẳng ra mà giống. Đây, đây. Không. Lấy một đẳng ra mà giống. Kiểu mới. Quán là từ từ nha, quán là từ từ. Đây là sáng tác mũ kiểu mới. Lấy mũ lưỡi chai. Mũ này có thể đổi được theo nhiều phong cách khác nhau. Quán, từ từ, lấy một đẳng ấy, kiểu một đẳng ấy. Không, buổi sáng. Không, một đẳng ấy mình dùng cano. Ây da, được hết đấy. Linh Lai nó không nhận được thông báo luôn. Không có thông báo à? Không. Đấy rồi, tan rồi. Không có thông báo mọi người ơi. Bạn bè với nhau mà không có thông báo luôn. Ảo thật đấy. Thôi, giờ này TikTok mất uy tín rồi. Đây là thầy hiệu trưởng. Thấy không? Thầy. Mũ. Anh thấy không ạ? À? Lạ quá. Hạt như kiểu khay bằng đất rồi, bằng đất. Bằng không ngay đúng không? Lớp 1 là chưa được quá khăn đâu. Phải ấy chứ. Bắt đầu là bây giờ đang học lớp 1, cấp cơ. Có nào thì xử lý mảng ấy kìa. Mảng không ấy được kìa, không lai được. À, được rồi. Bị đội bộ ảnh như hài nhỉ. Bị đứng rồi kìa. Lai lại à? Được rồi. Ok nhá mọi người ơi, mảng chán nhỉ. Đầu to này mới có đội được nhỉ. Ok rồi. Mặt này đi làm hài hay hơn đấy các bạn. Hay là làm kênh anh đi làm hài đi. Có khi là chuyển sang kênh đi làm hài. Đi diễn hài đi. Hay đấy. Diễn đấy đúng không? Tháng cứ 3 video thôi. Tháng ra 3 video đúng không? Một video cứ tầm 1 tiếng ấy. Hài như bên Pháp TV. Tụt biết rồi, lên lại. Ôi, hạt đây xinh.
thể hiện không được. Rồi bây giờ là lên cho mọi người là hai cái áo polo lúc nãy nha. Lúc nãy là mình nói nhưng mà thì rớt. Đây, hai mẫu áo này, màu đen và màu trắng. Giá áo này là áo polo nha mọi người. Sọc, có sọc kẻ này, có cái logo Team Trophy Champion bà này, rất đẹp luôn. Áo giá niêm yết của nó là 450k, thì nay giảm cho mọi người 20% là còn 399. Và mọi người nên nhớ là áp cho mình 30k, tiền 30k voucher vào là còn 289k nữa. Bây giờ là bao nhiêu suất nào? 50 suất thôi cả nhà nhá, chỉ có 50 suất thôi nhá. Rồi bây giờ là 5, 4, 3, 2, 1, lên, 50 suất, ưu đãi 50 suất dành cho cả nhà. 50 suất nha mọi người. Nhân ngày khai giảng của các cháu thiếu nhi. Với là với giá là 289k nha. Đây, áo polo rất là đẹp luôn, nhìn form dáng cực kỳ chuẩn luôn nha mọi người, đẹp lắm. Hiện tại đăng kim rồi nha, 1m68, 6kg, mang size S ok không em ạ? Mang size M đi anh ạ, mang size M cũng rất đẹp. 1m68, 6kg, mang size M cũng được nha. Đây, mang size M spin vào như em đây này, em cũng tầm đấy đấy. 1m68, 60kg đấy. Gì 229 hả? Đâu 289 ạ? 289 cả nhà ơi, có đi ship cho cả nhà nha. 289 à? 90kg ba xe XL cho em vừa luôn nha. Ba xe XL vừa nha. Đây sửa cái cổ tí. À đây ok. Còn 35 suất ạ. Còn 35 suất cho cả nhà ơi, nhanh lên cả nhà ơi. Bán mẫu mã này xong cái là sẽ chuyển qua mẫu mã mới nha. Hôm nay có sản phẩm mới. 1m62, 62kg ba xe S nha. 1m7, nặng 72kg ba xe L. 95kg chắc là không XL không vừa rồi. 58kg, m7. 28 suất nữa thôi à? 58kg, m7. Xe M đi, xe M à? Mũ đi à? Ok, mọi người thích sản phẩm gì mọi người cứ comment nha. 1m78, 78kg, mang size XL.